Một cái câu hỏi mà có lẽ có rất nhiều anh em thắc mắc, nhưng mà để hiểu sâu hơn về cái câu hỏi này, mình sẽ phân tích để cho anh em có được một cái mái tóc ưng ý và đẹp nhất. Đầu tiên là nhuộm, thì là mình định nhuộm cái màu gì đã? Nếu mà mình xác định mình tẩy tóc để mình chơi những cái màu nổi bật một chút ấy, thì tốt nhất là mình chỉ có nhuộm và tẩy thôi, mình không nên uốn nhá. Thế thì mình sẽ không có cái phương án uốn gì ở đây cả. Nhưng trong trường hợp mà tóc anh em muốn nhuộm những cái màu thông thường, những cái màu nâu, màu vàng đơn giản, những cái màu thông thường thôi ấy, nhẹ nhàng thôi ấy, thì nó sẽ có hai cái trường hợp. Một là cái trường hợp là tóc anh em đã nhuộm trước đó, tức là trên cái tóc của anh em nó vẫn còn đang có màu và bây giờ anh em muốn nhuộm một cái màu khác nó lấp vào cái màu cũ đấy. Hai là cái tóc nó đang đen tự nhiên và anh em muốn lên một cái màu nào đấy. Thì đầu tiên để mình nói trong cái trường hợp mà tóc mình đang đen tự nhiên nhé. Nếu mà tóc mình đang đen tự nhiên ấy, thì lúc này anh em có thể là đối với những cái kiểu uốn như kiểu side part ấy, thì anh em cứ uốn xong rồi anh em nhuộm nhá, anh em uốn xong rồi anh em nhuộm. Bởi vì khi mà mình uốn side part ấy thì mình cũng yêu cầu thợ, là mình cũng nhắc luôn là mình sẽ nhuộm nữa. Chính vì thế mà thợ bao giờ người ta cũng sẽ uốn nó nhiều hơn một chút, khi mà nó nhuộm vào ấy thì nó sẽ duỗi ra một chút, nó là vừa. Còn đối với những cái bạn mà tóc đen tự nhiên, muốn nhuộm và muốn uốn nhưng bạn lại muốn uốn những cái kiểu sóng sóng ấy, thì lúc này anh em phải nhuộm trước rồi anh em mới uốn nhá, nhuộm trước mới uốn. Bởi vì tại sao, đối với cái tóc đen tự nhiên khi mà mình nhuộm những cái màu thông thường ấy, khi mà về thường thường mình làm đúng theo cái quy trình là mình phải uốn trước thì mình mới nhuộm, đúng không? Nhưng mà bây giờ đối với những cái tóc uốn sóng như thế, mình phải ưu tiên giữ được cái sóng đấy. Chứ nếu như mà mình vẫn làm uốn trước rồi nhuộm sau ấy, thì chắc chắn là cái khi mà mình nhuộm ấy thì cái uốn sóng đấy của mình nó sẽ bị duỗi ra và nó không còn được đẹp nữa. Chính vì thế lần này mình phải ưu tiên cái uốn nhiều hơn cái nhuộm. Chính vì thế mà mình sẽ nhuộm trước, bởi vì mình nhuộm cái màu thông thường thôi mà. À, mình sẽ nhuộm trước sau đó là mình mới uốn. Đấy thì cái sóng của anh em nó sẽ đẹp, mà nếu mà nó có phai nó chỉ phai một chút, bởi vì anh em từ nền đen lên cái màu đấy cho nên nó không bị phai nhiều. Rồi đấy là trong trường hợp tóc đen nhé. Còn đối với trong cái trường hợp mà tóc nhuộm đã nhuộm trước đó và bây giờ anh em muốn nhuộm một cái màu khác vào, cũng là cái màu thông thường thôi, thì lúc này đối với những cái tóc side part ấy thì anh em vẫn uốn sau đó anh em mới nhuộm. Còn đối với những cái tóc uốn sóng ấy thì anh em vẫn phải uốn trước rồi mới nhuộm. Bởi vì tại sao, tóc anh em đã nhuộm trước đấy rồi mà bây giờ anh em làm như cái bạn tóc đen ấy, tức là mình mà nhuộm trước là mình mới uốn ấy, là nó bị phai hết màu luôn. Bởi vì cái màu của anh em trước đấy nó không phải là cái màu đen mà nó đã có một cái màu khác rồi. Chính vì thế mà đối với những bạn tóc nhuộm ấy thì anh em vẫn làm theo đúng quy trình nhá, tức là uốn xong mới nhuộm và sử dụng những cái sản phẩm tạo kiểu tóc để giữ lếp.